Kính thưa ban giám khảo và toàn thể hội thi, tôi tên Võ Thị Như Ý, đến từ đơn vị trường tiểu học Lê Minh Xuân, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đến với hội thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022. Bản thân tôi xin chia sẻ quyển sách Bạn chỉ sống có một lần, in lần thứ 10 của nhà xuất bản Trẻ, do Nhã Nam tuyển chọn, đã truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng sống và cống hiến, đóng góp tích cực cho xã hội của bản thân tôi. Giữa cuộc sống mộng mê, chúng ta có bao giờ dừng lại và tự hỏi bản thân, mình đã sống có ích chưa? Đó là một câu hỏi quá ư đơn giản, nhưng để trả lời nó là cả một quá trình ngẫm lại, tuôn lại những hành trình bản thân đã qua đi như thế nào. Mỗi con người chúng ta chỉ sống có một lần, ngay từ tựa đề quyển sách thôi, bạn chỉ sống có một lần, cũng đủ hiểu rằng chúng ta cần sống trọn vẹn từng ngày. Quyển sách dành cho những ai đang cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời của chính mình. Những câu chuyện nhỏ đi dài theo quyển sách cứ xây dần bật than sức mạnh và niềm tin giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, dám nghĩ, dám làm để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Cứ sống và cống hiến hết mình, như thể ngày mai là ngày cuối cùng nhé. Cuộc đời của con người có nhiều cách sống, sẽ có rất nhiều điều mà bản thân phải lựa chọn. Xoay quanh tất cả mọi vấn đề chỉ là lựa chọn. Điều quan trọng là bạn bước đi như thế nào để bạn có một cuộc sống tươi đẹp hơn mà thôi. Không có sự lựa chọn đúng hoặc sai, bởi lựa chọn của bạn sẽ đưa bạn đến những cơ hội khác nhau. Con đường bạn đi là tổng hòa của các sự lựa chọn. Tôi cảm phục trước cái nhìn nhận công việc ở góc độ mục đích của anh công nhân thứ ba trong chuyện Ba Anh Công Nhân ở trang số 20. Ở đây, ta thấy anh đã nhìn nhận công việc mình làm theo hướng tích cực và đề cao giá trị lao động của bản thân mình. Tôi lại bật khóc trước tình cảm của người cha dành cho con gái trong Thêm 5 phút nữa được không cha ở trang số 22. Chuyện kể, ngày nọ trong công viên, một người phụ nữ ngồi cạnh một người đàn ông trên chiếc ghế đá gần sân chơi. Con trai tôi kia kìa, cô nói và chỉ tay về phía một cậu bé mặc áo len đỏ đang chơi cầu tuột. Trông cháu dễ thương nhỉ, người đàn ông đáp lời. Còn kia là con gái tôi đang đạp xe, mặc áo đầm trắng. Ông nhìn đồng hồ rồi gọi con gái. Này con, chúng ta về được chưa? 5 phút nữa thôi, được không cha? 5 phút nữa thôi nha, con bé nài nỉ. Người cha gật đầu và con bé tiếp tục đạp xe với vẻ tội nguyện. Nhiều phút trôi qua, người cha sốt ruột đứng lên, gọi con gái lần nữa. Đi được chưa con? Con bé lại nài nỉ. 5 phút nữa thôi, giờ nhé, chỉ 5 phút nữa thôi nha. Người cha mỉm cười gật đầu đồng ý. Này anh thật là một người cha kiên nhẫn, người phụ nữ khen. Người đàn ông mỉm cười kể, anh trai của nó bị một người say rượu tông xe mất năm ngoái khi nó đang đạp xe gần đây. Tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho thằng bé, và bây giờ tôi ước có thể đổi bất cứ thứ gì chỉ để lấy 5 phút với con trai. Tôi sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm này với con gái. Con bé nghĩ nó sẽ chơi thêm được 5 phút. Sự thật là tôi có thêm được 5 phút để nhìn cháu chơi đùa. Trong cuộc sống, chúng ta nên trân trọng, chọn ra những điều ưu tiên, và gia đình là ưu tiên trước nhất. Vì vậy, qua câu chuyện, chúng ta hãy dành tất cả thời gian bạn có thể cho những người thân yêu nhé. Một cái cây có thể bắt đầu một khu rừng, một nụ cười có thể bắt đầu một tình cảm. Quyển sách đã mở ra niềm tin, hy vọng mới cho con người, cũng như giúp con người vượt qua khó khăn, tệ hại. Chúng ta hãy nhớ, hạnh phúc khiến bạn ngọt ngào, thử thách khiến bạn mạnh mẽ, khổ đau khiến bạn nhân ái.
Tôi xúc động và nghẹn ngào trước tình cảm của người mẹ trong lá thư của mẹ trang 31. Bà mẹ đã dùng những lời lẽ động viên con, khuyên con có ý chí, trách nhiệm và nghiêm túc đón nhận mọi khoảnh khắc của cuộc sống, kinh nghiệm và thử thách, và đặc biệt, luôn phải suy nghĩ về những điều tốt đẹp được ban tặng. Rồi trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn thấy mình bắt đầu rũ bỏ hết nuối tiếc, tha thứ cho những ai làm tổn thương mình, và học cách tha thứ cho bản thân. Đó là lúc bạn biết quá trình chữa lành nỗi đau cho chính mình. Đi xuyên suốt quyển sách là từng câu chuyện nhỏ, đúc kết những câu nói ý nghĩa hay. Trong đó, ấn tượng nhất với tôi là: ta không chọn được nơi mình sống, nhưng ta chọn được cách mình sống, khuyết danh. Hạnh phúc không nằm ở đâu xa xôi, nó ở ngay bên trong mỗi chúng ta. Chính ta sẽ quyết định thời gian của mình làm những điều thật ý nghĩa. Đặc biệt, quyển sách còn đưa ra cho chúng ta 10 lựa chọn bạn sẽ hối tiếc trong 10 năm tới để tránh vấp phải nó. Chẳng những thế, quyển sách đã mang lại những nguồn cảm hứng mới về tình yêu thương cho cha mẹ, gia đình, thầy cô, bạn bè, để chúng ta thấy rằng cho đi hạnh phúc hơn nhận lại. Cuộc đời mỗi con người qua quyển sách và thực tế, nó như một bộ phim truyền hình dài tập. Chúng ta hãy sống sao cho cuộc sống trở nên đầy sắc màu, để tập cuối lúc nào cũng mang đầy nước mắt hạnh phúc. Bạn chỉ sống một lần, không có cơ hội sống lại lần nữa đâu nhé. Vì vậy, mọi lựa chọn, mọi quyết định sẽ cho ra những kết quả khác nhau. Nhưng cuối cùng, mỗi ngày là một bài học cho chính bản thân, một giá trị sống mà bản thân ta là người tận hưởng. Sống một cuộc đời có ý nghĩa thì chỉ cần một lần là đủ bạn nhé. Mỗi con người chúng ta cần phải sống hết mình, có niềm đam mê riêng, biết yêu thương, chia sẻ cùng mọi người, có đam mê trong công việc. Ai rồi sẽ quên đi thời gian, quên đi những mệt mỏi lo lắng và sẽ thấy cuộc sống này trở nên tươi đẹp hơn. Công việc sẽ thú vị và đầy bất ngờ hơn ở phía trước. Bản thân tôi luôn sống hết mình vì gia đình và công việc, tham gia các phong trào một cách tích cực, thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội. Bởi lẽ, tôi cứ nghĩ một điều đơn giản, chúng ta chỉ sống có một lần. Vì thế, nếu được, hãy sống tử tế và cháy hết ngọn lửa đam mê trong mình. Mời quý vị hãy tìm đọc quyển sách Bạn chỉ sống có một lần và trải nghiệm cùng tôi nhé. Phần dự thi của tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn ban giám khảo và toàn thể hội thi đã theo dõi, lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn, kính chúc hội thi thành công tốt đẹp. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc, ta có thêm ngày nữa đến.